trang Sina đưa tin, thế hệ đây, tiểu long nữ đẹp nhất lịch sử Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện tại thành phố Thẩm Dương. Có thể nói, đây là một trong số những sự kiện đơn lẻ người đẹp tham dự và ngay lập tức thu được sự đông đảo và lưu ý của người hâm mộ. Diện giấy trắng khoa vai trần gợi cảm, Lý Nhược Đồng khoa khéo dốc dáng đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có thể nhận rõ ràng dấu hiệu lão hóa hàng trên gương mặt nàng cô. Bình luận trên trang Sina nhận xét, cô ấy đã già rồi nên nhìn cứ kỳ quặc làm sao đó. Quả thật, làn da của người đẹp đã xuất hiện các nếp nhăn rõ ràng nét. Hình ảnh của Lý Nhược Đồng tại sự kiện ngày hôm qua. Người đẹp lộ gương mặt xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Không chỉ gương mặt mà phần cổ và đôi tay cũng đã lộ rõ ràng sự nhăn nheo, già nua. Lý Nhược Đồng chưa từng công khai năm sinh của mình với truyền thông. Có thông tin cho rằng, Lý Nhược Đồng sinh năm 1973, năm nay 46 tuổi, nhưng nguồn tin hành lang cũng cho biết người đẹp sinh năm 1967, năm nay 52 tuổi. Nhờ vai diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1995 mà tên tuổi cũng như nhan sắc của người đẹp biến thành biểu tượng của làng mạc giải trí. Nguồn Weibo, Sina.